Là bây giờ mình ăn thịt nướng chứ gì trời. Món này là chẳng dừng nướng nè. Mới ăn nướng mà bây giờ không ai nướng phụ ba Thanh đó nè. Đây đây. Đây chẳng dừng nướng nè. Đó. Bên đây là heo nướng nè, chưa nướng. Cho để cho tôi với cho tôi nướng luôn. Được. Bữa nay thầy Thanh chơi ăn nướng toàn tập nha mọi người ha. Trò cưng thầy Thanh là quá hấp dẫn, hấp dẫn. Biết nãy nói thầy mang theo cây gậy đúng không? Thầy ghi giữ khoảnh khắc thầy vừa live stream luôn tám cho mọi người. Chưa có chín đâu em ơi. Hấp dẫn. Hả? Không, bảo em chịu lên mạng nè, chứ bảo anh ba không quay đâu. Ba biết qua anh ngại. Cười cái béo 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 béo. Trời ơi, chúp cả hơi ơi. Anh này quyết định bữa nay là chiến với tất cả các món nướng mọi người ơi. Đồ nướng ngon. Đảo đảo gì ba các bạn. Đảo đi, đảo đi. Đó anh bên. Thầy có đói bụng là gọi cho dĩ cơm chiên béo ơi. Rồi có uống bia không? Không, hôm nay công an đứng đông. Công an đứng đông lắm hả? Bữa nay thầy trò thầy uống trà đá thôi.